Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món sữa chua phô mai ngon tại nhà. Sữa chua phô mai mình làm tại nhà đơn giản, sữa chua ăn mềm, mịn, béo, rất là ngon luôn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm sữa chua phô mai thì hôm nay Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm sữa chua phô mai cho ngon thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là phô mai. Phô mai thì các bạn có thể lựa phô mai con bò cười ha, hoặc là phô mai những cái loại phô mai mà các bạn thích. Một cái hộp như thế này thì thường người ta bán nó sẽ là 8 viên nha các bạn. Hôm nay mình dùng 7 viên phô mai. Bạn nào mà thích dùng 8 viên luôn cũng được, nhưng mà mình chừa lại 1 viên để mình chụp hình đó. Chứ còn không thì các bạn dùng hết 8 viên đi cho nó ngon. Ngoài phô mai ra thì mình sẽ có là sữa đặc một hộp này luôn, 380g. Và với những bạn nào mà mình làm cái sữa chua phô mai này để mình kinh doanh đó, thì các bạn nên mua cái sữa đặc ông thọ màu đỏ ha. Nó ngon, nó cao cấp mà, nó ghi rõ ràng luôn nè. Nó ngon hơn là những cái loại sữa khác. Rồi về sữa tươi thì các bạn nên sử dụng cái Dutch Lady. Cái sữa này thì nó sẽ có cái độ béo và cái mùi thơm. Những cái này là lời khuyên của mình thôi, còn các bạn thích cái nào các bạn thì các bạn dùng cái đó. Sữa tươi thì mình sẽ có là 1 lít rưỡi ha, một hộp sữa 1 lít nè và khoảng 4 bịch sữa tươi nữa là cỡ khoảng 1 lít rưỡi. Ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị những cái hũ và một ít nước ha, nước để chút nữa mình nấu cái phần phô mai. Và đương nhiên là khi mà các bạn làm cái sữa chua bao giờ cũng vậy, bắt buộc là các bạn phải sử dụng một cái hũ cái. Hũ cái các bạn có thể là tự làm ở nhà cũng được, hoặc là mình mua ở ngoài cũng được, và hiệu nào cũng được. Và một cái hũ này nó là 100g. Khi mà các bạn mua thì thường người ta sẽ bảo quản lạnh. Các bạn khi mà mua các bạn để ý, các bạn nghiêng thử cái hũ xem là nó có đặc hay không. Tại vì lúc mà nó lạnh nó phải đặc thì nó lỏng ra thì mình làm cái sữa chua nó mới đông nha. Các bạn lưu ý ha. Sữa chua mà lúc lạnh mà nó càng đặc thì mình làm ra sữa chua nó càng ngon. Về cái phần phô mai thì các bạn bóc ra rồi mình cho nó vào trong nồi hay trong chảo gì cũng được nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây nó cỡ khoảng 150ml nước. Các bạn bật lửa lên. Mình sẽ nấu cho cái phô mai này nó tan chảy ra. Phô mai các bạn muốn nấu cho nó nhanh chảy thì khi mà mình mua về thì mình để bên ngoài nó cỡ khoảng 3-4 tiếng gì đó đi, để cho nó mềm ra thì mình nấu sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà phô mai các bạn để trong tủ lạnh thì nó nấu hơi lâu ha. Về cái loại phô mai làm sữa chua này nè các bạn, thì các bạn có thể lựa bất kỳ một cái loại phô mai nào, nhưng mà nó không phải là cái dạng phô mai kéo sợi ha. Phô mai kéo sợi là cái phô mai các bạn hay ăn trong cái bánh pizza đó. Cái phô mai đó thì mình không có làm sữa chua được nha các bạn. Phô mai ví dụ như là phô mai viên, phô mai Kobe nè, rồi phô mai lát mà để ăn cái bánh mì hamburger á, hoặc là cái phô mai dạng tam giác như phô mai con bò cười nè, thì đó là những cái loại phô mai mà mình có thể là mình làm sữa chua được. Các bạn lưu ý nha, chứ các bạn đừng có lựa nhầm cái loại phô mai là mình làm không được đâu. Sau khi mà mình nấu cho nó chảy ra rồi đó các bạn, thì mình cho nó qua cái rây để mình lọc cho nó mịn ha. Thật ra không lọc cũng được nha các bạn, nhưng mà ví dụ như với những bạn nào làm kinh doanh á thì mình nên lọc ha, mình lọc cho nó mịn luôn. Rồi sau khi mà lọc xong rồi thì mình cho lại cái phần phô mai ha vào trong chảo. Tiếp theo á thì mình sẽ cho vào đây là một hộp sữa đặc, hết một hộp luôn ha các bạn. Món này bữa giờ mình cũng nhận được yêu cầu khá của các bạn nè, tại vì sắp vào hè rồi chứ còn sắp gì nữa. Các bạn nhờ mình chia sẻ cái món sữa chua phô mai này để các bạn kinh doanh đó, thì các bạn tham khảo thử ha. Đây lúc này thì các bạn sẽ bật lửa nhỏ lên, mình khuấy cho sữa đặc nó hòa quyện với lại cái phô mai đi. Nhớ là trong suốt quá trình này mình chỉ nấu lửa nhỏ nha các bạn đừng nấu lửa lớn nha, nấu lửa lớn nó dễ bị tách cái chất béo ra. Rồi khi mà sữa đặc nó hòa quyện với lại cái phô mai rồi nè, thì lúc này mình sẽ cho sữa tươi vào đây. Gồm có là 4 bịch ha, 4 bịch sữa tươi. Rồi ok, thì lúc này mình vừa nấu mình vừa khuấy như thế này. Mình sẽ nấu cho cái hộp này nó hơi ấm lên nha. Tại vì sữa mình để bị nhiệt độ phòng bên ngoài á thì nó cũng lạnh ha, nên mình nấu cho nó ấm lên. Lúc này mà các bạn muốn nếm cái sữa chua này á thì các bạn múc riêng ra một cái chén hay là một cái muỗng gì đó rồi các bạn nếm. Các bạn không có nếm trực tiếp ha, thập cái muỗng nó lại vào trong cái sữa chua này, bảo đảm với các bạn luôn là chắc chắn nó sẽ bị hư. Muốn nếm thì múc riêng ra mà nếm nha các bạn. Còn bạn nào mà đó giờ mà đã làm theo công thức của mình á, thấy ăn ổn rồi đó thì các bạn cứ làm theo ha. Tại vì cùng một công thức mình chia sẻ như vậy á, thì có bạn là bảo rằng vừa ăn rồi ha, có bạn áp dụng để kinh doanh được luôn rồi, có bạn thì bảo rằng nó lạt quá, có bạn thì bảo rằng nó chua quá, có bạn thì bảo nó ngọt quá.
nên là tùy mỗi nơi ha, mỗi gia đình, mỗi người mỗi khác, các bạn tự nêm nếm lại. Khi mà các bạn nấu một lúc rồi đó, các bạn nhỏ lên lòng bàn tay nè. Nha, các bạn thấy rằng cái sữa mình nó ấm ấm rồi đó là được ha. Chỉ rồi mình tắt lửa. Sau khi mà các bạn nấu cho nó ấm lên rồi đó thì mình khui một cái hộp sữa cái ha, mình cho vào đây. Nếu như mà các bạn khuấy không đều á thì cái hũ, khi mà các bạn rót vào trong cái hũ sữa chua đó thì có hũ nào nó nhiều men thì nó sẽ đông trước, hũ ít men thì nó sẽ đông sau. Thành thử ra các bạn hay hỏi mình á là sao mình làm cái mẻ sữa chua như vậy ha, có những cái hũ thì nó mịn rất là ngon và có hũ thì nó lại bị dâm đá. Nếu mà các bạn muốn hạn chế cái tình trạng dâm đá đó thì các bạn phải ủ lâu hơn ha. Nói chung là mình càng ủ lâu men sữa chua nó càng nhiều á thì cái sữa chua mình nó sẽ càng mịn. Tại vì mình múc cái men nó vào nó không đều á các bạn, thì có hũ nó sẽ mịn, có hũ nó sẽ không. Và khuấy thì khuấy nhẹ nhẹ nha các bạn, đừng có khuấy mạnh quá nó tạo ra nhiều bọt, nhìn nó cái hũ sữa chua mình nó xấu. Những cái hũ thủy tinh này thì các bạn phải trụng nước sôi nha. Nếu mà các bạn không có trụng nước sôi á thì nó sẽ rất dễ bị hư, nhiều khi là nó dính chất bẩn rồi dầu mỡ rồi đó các bạn. À, bây giờ mình chỉ cần mình múc mình cho nó vào hũ thôi rồi đậy nắp lại. Đó, nói chung làm sữa chua phô mai tại nhà thì nó rất là dễ và đặc biệt là nó có cái vị béo ngon. Như con của mình nó cũng rất là thích cái món sữa chua phô mai này, ăn nó béo mà nó thơm á các bạn. Về cái hũ đựng sữa chua này nè, có nhiều bạn không biết chỗ mua thì một là các bạn mua trong siêu thị cũng được, còn bạn nào mà ngại đi ra ngoài á, thì các bạn có thể là mua online. Mua thì người ta sẽ ship tới tận nhà cho mình luôn, rất là tiện lợi. Sau khi mà rót sữa chua vào trong hũ xong thì các bạn đậy nắp lại ha, mình sẽ xếp nó vào trong một cái thùng xốp. Đây, cái thùng xốp nó sẽ như thế này ha các bạn. Các bạn ra chợ các bạn mua một cái thùng như thế này nó cỡ khoảng mười mấy 20 ngàn à, về thì các bạn làm sữa chua rồi đó, các bạn làm mấy năm trời nó cũng chả hư nữa, tại vì nó chỉ có đựng sữa chua thôi chứ đâu làm gì đâu mà nó hư. Các bạn có việc xếp nó chồng chồng lên nhau ha, xếp hũ này sát hũ kia vậy đó. Về cái thời gian ủ sữa chua các bạn, nếu mà với cái phương pháp mà mình ủ khô bằng thùng xốp như thế này á thì các bạn sẽ mất cỡ khoảng 8 tiếng ha, là sữa chua mình nó sẽ đông. Còn nếu như mà các bạn ủ mà các bạn muốn cho nó nhanh hơn thì mình sẽ cho thêm nước nước ấm vào đó để mình tạo cho cái môi trường nó ấm ấm á các bạn, thì nó sẽ lên men nó nhanh hơn ha. Nhưng mà pha cái nước ấm đó thì nhiều bạn không biết pha, rồi canh nhiệt độ nó cũng không có nhiệt kế để canh đó, thì các bạn nên ủ khô mình không cho nước ha. Mặc dù ủ nó thì nó sẽ lâu hơn thì nhưng mà kệ không sao. Như món này thì thường là mình sẽ làm vào buổi sáng ha, sáng mình dậy sớm rồi mình mua hết nguyên liệu rồi mình về mình làm, thì tới chiều tối đó là các bạn có sữa chua các bạn ăn rồi, hoặc là mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh chừng khoảng 2-3 tiếng gì đó, nó thành lạnh ăn rất là ngon. Nhớ là phải xếp những cái hũ sữa chua cho nó sát vào nhau nha các bạn, tại vì mình không có nước á nên là cái lượng nhiệt từ cái hũ sữa chua nó tỏ ra thì nó cũng ít thôi chứ nó không có nhiều. Nếu mà mình xếp mà thưa quá thì nó sẽ bị nguội ha, nó nguội nó không lên men lâu lắm, và có khi là trong quá trình lên men thì nó sẽ bị chua, nó bị nhớt nữa, nên là cố gắng là mình xếp nó sát nhau. Ok ha, thì mình cứ xếp vào chồng này lên chồng kia vậy đó, mình để đây cỡ khoảng 8 tiếng đậy nắp lại nha các bạn, và mình nên phủ một cái khăn lên để lát nữa mình xếp xong rồi mình chia sẻ với các bạn mình phủ khăn lên. Mục đích của việc phủ khăn lên là để cho cái giữ cái lượng nhiệt ở trong cái thùng á nó được tốt hơn thôi. Đây, các bạn lựa một cái khăn nào sạch sạch á, các bạn trùm kín lại ha, phủ kín lại như thế này, hoặc là mình lấy thêm một cái thớt gì đó mình dằn lên để cho cái nắp nó thật là chặt luôn, thì cái lượng nhiệt nó sẽ giữ ổn định và mình ủ sữa chua nó sẽ dễ thành công hơn. Rồi, thì đây là những cái hũ sữa chua mà mình đã cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh được 3 tiếng rồi. Thì các bạn cho nó cỡ khoảng 3 tiếng 4 tiếng nó lạnh lạnh mình lấy ra mình ăn thôi, rất là ngon. Và sữa chua hôm nay là công thức siêu đặc mệnh luôn nha các bạn. Nè, thấy ngon ghê chưa? Béo, thơm, chua chua, ngọt ngọt, rất là hấp dẫn. Cái này thường mình thấy mấy đứa con nít nó rất là mê, tại vì ngoài cái vị chua chua ngọt ngọt của sữa chua ra thì nó còn rất là béo nữa. Và với công thức ngày hôm nay thì nó siêu đặc mệnh luôn nha các bạn. Thậm chí mà các bạn ăn giữa chừng như thế này các bạn úp ngược vẫn được luôn ha. Ok, thì hy vọng là qua video này Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món sữa chua phô mai ngon tại nhà. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món sữa chua này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.